chào quý khán giả đang đến với chương trình Văn hóa giao thông phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút thứ tư hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới. Phát hiện gần 9.000 trường hợp vi phạm sau 3 ngày vận hành camera giám sát. Tuần qua xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. cần nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh sinh viên. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Thưa quý vị, trong tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiều giải pháp huy động lực lượng tăng cường tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới, công an tỉnh Tây Ninh đưa ra nhiều giải pháp. Đại tá Nguyễn Văn Trãi, giám đốc công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật giao thông có trọng tâm, đúng đối tượng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân, tăng cường xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh thông qua hệ thống camera giám sát giao thông lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm giao thông, ra soát, thống kê, đề nghị cơ quan chức năng khắc phục những bất cập, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Được biết, trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, làm bị thương 15 người. So với tháng liền kề, tăng 9 vụ, tăng 5 người chết, tăng 6 người bị thương. Nhằm xử lý vi phạm giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh đã triển khai lắp đặt 199 camera giám sát trên địa bàn. Sau 3 ngày vận hành đã phát hiện gần 9.000 trường hợp vi phạm, trong đó hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gần 6.000 trường hợp, còn lại các hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, đi sai làn đường, vứt rác không đúng nơi quy định. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh, bắt đầu từ thứ Hai ngày 30 tháng 10 năm 2023 chính thức phạt ngồi các loại vi phạm trên. Do số lượng vi phạm trong ngày rất lớn, nên thông báo xử phạt sẽ chuyển đến người vi phạm sau, hoặc khi người vi phạm thực hiện các giao dịch khác sẽ được thông báo, đồng thời sẽ truy nghề nghiệp của người vi phạm và gửi thông báo. Thưa quý vị, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023. Cuộc thi tập trung vào các nội dung, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về trật tự an toàn giao thông, kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn, các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài hiện đang cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên, tính đến thời điểm làm bài thi. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần, từ ngày 9 tháng 10 năm 2023 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023, theo hình thức trắc nghiệm hàng tuần trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo tạp chí điện tử, trang cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với cuộc thi. Đường link cuộc thi an toàn giao thông vn Ngày 22 tháng 10 tại đường DT 784, đoạn thuộc khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, đã xảy ra vụ va chạm giao thông làm một người tử vong. Theo đó, vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2023, anh NHT tên Diết Tắc, 22 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, điều khiển xe mô tô lưu thông từ hướng ngã tư Đại Đồng về hướng cầu K13. Khi đến đoạn gần sân trại Trúc Lâm, gia chạm vào phía sau đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 70H 000097 kéo theo rơ móc do anh Nguyễn Thành Dương, 32 tuổi, ngụ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên điều khiển, đang đổ xe cùng chiều sát mép đường nhựa. Hậu quả vụ tai nạn làm anh NHT tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh T điều khiển xe mô tô không chú ý gây tai nạn giao thông. Tuần qua, ngày 22 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, lực lượng Công an Tây Ninh tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ. Tai nạn giao thông xảy ra 5 vụ, làm 5 người chết, 1 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 559 trường hợp vi phạm, trong đó 422 mô tô, 137 ô tô, tạm giữ 266 phương tiện, trong đó có 261 mô tô và 5 ô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 654 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 185 trường hợp. Các loại vi phạm chủ yếu gồm vi phạm nồng độ cồn 161 trường hợp, quá tốc độ 124 trường hợp, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 21 trường hợp, quá tải quá khổ 8 trường hợp. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức 50 tổ công tác phòng chống đua xe trái phép, lập biên bản vi phạm 5 trường hợp, tạm giữ 5 xe mô tô, giải tán 7 nhóm thanh niên tụ tập. Thưa quý vị, thời gian qua văn hóa ứng xử giao thông của học sinh sinh viên vẫn còn nhiều trăn trở, hiện tượng học sinh sinh viên không chấp hành luật tham gia giao thông ngày càng diễn ra phổ biến. Để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trong thời gian tới thì việc nâng cao văn hóa ứng xử giao thông là vô cùng cần thiết. Vì văn hóa giao thông là yếu tố quan trọng tạo nên môi trường giao thông an toàn và văn minh cho những người tham gia giao thông. Trong tháng 10 năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, làm bị thương 15 người, so với tháng liền kề tăng 9 vụ, tăng 5 người chết, tăng 6 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến chủ yếu do ý thức tham gia giao thông của người dân, trong đó có bộ phận không nhỏ là học sinh sinh viên điều khiển xe máy khi chưa đủ điều kiện, chưa đủ tuổi phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí là lạng lách đánh võng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông diễn ra ngày càng phổ biến. Học sinh sử dụng xe máy không không đúng phân khối, sau với lại là khi mà tham gia giao thông thì có những bạn học sinh chạy xe hơi nhanh này kia có thể gây, gây ra tai nạn. Thì có bạn thì ví dụ như ví dụ vừa ra khỏi cổng đi thì sẽ là rịnh ga hoặc là còn một số tượng là lạng lách đánh võng nẹp bô với tốc độ khá là nhanh trong tháng 10 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí 2.740 tổ tuần tra kiểm soát với gần 10.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 4.166 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.804 phương tiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.576 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 696 trường hợp tuy nhiên tình hình an toàn giao thông diễn biến phức tạp à, khi mà mình tham gia giao thông mà không được an toàn á thứ nhất là nó ảnh hưởng đến bản thân mình rồi ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác nữa cái mất mát nào thì cũng sẽ gây ra một cái tổn thương cho bản thân mình à, thứ nhất là cái người mà bị tai nạn giao thông á thì có thể để lại di chứng về sau cả đời hoặc là có khi là mất mạng rồi là à, những người thân những bạn bè thì buồn đau. Mọi cá nhân chúng ta nên tìm hiểu kỹ luật an toàn giao thông và tham gia giao thông một cách an toàn để bảo vệ cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác, tạo nên một môi trường giao thông an toàn và lành mạnh. Để có giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới, bên cạnh sự quan tâm của gia đình đồng hành của nhà trường, thì yếu tố quyết định nhận là ý thức tự giác, trách nhiệm khi tham gia giao thông của mỗi học sinh sinh viên rất cần có nhiều giải pháp phù hợp trong thời gian tới nhằm chuyển biến tích cực trong nhận thức của học sinh, sinh viên. Thưa quý vị, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Thời gian qua, mặc dù công tác tuyên truyền về tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đã được công an tỉnh tăng cường, song tình hình tai nạn giao thông liên quan đến nguyên nhân này vẫn gia tăng. Ý thức của một bộ phận người điều khiển phương tiện tham gia giao thông về vấn đề sử dụng rượu bia vẫn chưa thật sự được nâng cao. Qua hơn một tiếng đồng hồ kiểm tra, kiểm soát phương tiện tại tỉnh lộ 781, Thái Bình, huyện Châu Thành, tổ công tác số 1 phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm, trong đó có 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm 8 xe mô tô và 1 ô tô. Thì nghĩ là uống một hai chai thì còn tỉnh táo để về nhà chứ không có gây tai nạn hay gì đó với lại khoảng đường xa thì ráng về. Nhận thức rõ ý thức và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung và hạn chế các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông nói riêng, thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn, tốc độ lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp nhân dân trên toàn tỉnh nắm bắt thông tin, nêu cao ý thức tuân thủ pháp luật và chung tay cùng xã hội phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an cũng như Ban giám đốc Công an tỉnh về thực hiện xử lý nghiêm các lỗi vi phạm theo chuyên đề về tốc độ chở hàng quá khổ quá tải và vi phạm nồng độ cồn thì lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai rất là nhiều biện pháp từ tuyên truyền vận động người dân cam kết chấp hành luật giao thông. Tuy nhiên thì qua 2 tháng thực hiện cao điểm thì đến nay tình hình người điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Đã có những vụ tai nạn nghiêm trọng gây hậu quả đáng tiếc chỉ vì người điều khiển phương tiện chủ quan không chấp hành quy định pháp luật giao thông đường bộ. Điển hình vào ngày 4 tháng 7 năm 2023, tại tỉnh lộ 782 thuộc ấp 1 xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu. Anh BVN, 32 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu, điều khiển xe mô tô lưu thông từ hướng xã Bầu Đồn về xã Phước Đông. Khi đến khu vực trên, va chạm vào đuôi sơ mi rơ móc của xe ô tô đầu kéo biển số 98H01876 do anh NVT, 45 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang điều khiển, đang đổ bên lề phải cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ tai nạn làm anh N tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân ban đầu xác định anh N điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia, thiếu chú ý quan sát. Hơn 9 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản 10.722 trường hợp và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5.929 trường hợp về hành vi người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Riêng trong 2 tháng cao điểm, đã lập biên bản 2.865 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.577 trường hợp trước tình hình đó nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề xử lý theo tinh thần là không có vùng cấm đảo rượu bia thì không lái xe thì giám đốc công an tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông thành lập các tổ chuyên đề gồm nhiều lực lượng phối hợp với các công an các đơn vị quyện thị xã thành phố để triển khai xử lý trên địa bàn toàn tỉnh trong đó tập trung xử lý các hành vi vi phạm như là chở hàng quá khổ quá tải vi phạm nồng độ cồn nhất là đối với các đối tượng là cán bộ công chức viên chức đảng viên lực lượng vũ trang vi phạm thì sẽ tiến hành gửi thông báo về đơn vị nơi công tác theo quy định tại Nghị định 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định về mức xử phạt nồng độ cồn khi tham gia giao thông, tùy theo mức độ vi phạm mà bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 11 tháng đến 23 tháng. Đồng thời, tại điểm B khoảng 2, điều 260 Bộ luật hình sự trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định gây tai nạn giao thông có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Để kiềm chế tình hình tai nạn giao thông thời gian tới, Đề nghị người dân chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, tuyệt đối khi đã uống rượu bia thì không lái xe, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình văn hóa giao thông tuần này. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình này tuần sau trên đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.